Thời điểm này, những bản làng người Tày đang rộn ràng với Tết mừng cơm mới với nhiều nét văn hóa độc đáo. With many traditional customs and rituals. Mừng một vụ mùa bội thu và cuộc sống no đủ. Khi những đồng lúa bắt đầu được thu hoạch xong, lúa nhà nào nhà nấy đã chất đầy bồ, cũng là lúc đồng bào dân tộc Tày nô nức chuẩn bị đón Tết Kim Khẩu Mấu, hay còn gọi là lễ mừng cơm mới. Và lúc này thì tôi và Luca đang cảm nhận được không khí rất là tấp nập của đồng bào Tày ở trong làng sinh thái Thái Hải để chuẩn bị cho lễ mừng cơm mới. Và chúng ta hãy cùng xem là họ chuẩn bị những gì nhé. Tết cơm mới là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của mỗi gia đình người Tày, nên được bà con chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng. Một khung cảnh rộn rã và đông vui hiện ra trước mắt tôi và Luca. Người thì trong lửa thổi sôi, người thì đang rang khấu nô, người thì giã bánh. What kind of rice are you cooking in this pot? Mình đang đầu sôi, và gọi đầu sôi sau đó là sôi chín thì mang ra cối để giã làm bánh dày. À, để giã làm bánh dày ạ. How much? And I see that you have five pots, so how much rice? Mình khoảng 3 bát gạo. 3 bát. Sau đó là có một loại sôi này là sôi nhũ sắc với nhiều màu. Sôi đấy là mình nấu trước rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ, những cái sôi như mình đã nấu trưng bày ra kia thôi. Vâng, vâng. Now I wonder how much is one bowl? But it's okay. So I go with the other question. Vâng, đầu tiên là mình có củi này, sau đó là cái kiềng ba chân đấy ạ. Và sau đó là cho cái chảo gang, đây là chảo gang của người Tày ạ. Rồi mình đổ nước vào. Xong rồi để chõ xôi lên trên, trong cái chõ xôi thì nó bên trong mình đan ạ, trong cái lớp đan để đó. Okay. Sau đó mình có thể cho hơi nước lá rong cho lá rong xuống bên dưới, sau đó mình cho gạo ạ. Sau đó là mình đun xong rồi cái hơi sẽ đẩy lên vào bên trong và cái xôi chín. Trong lúc đợi xôi chín thì chúng tôi xem người phụ nữ Tày rang khấu nô, hay còn gọi là hoa cơm. Trong các nghi lễ của người Tày, không thể thiếu các loại hoa màu trắng như hoa mơ, hoa mận. Nhưng vì thời điểm này không phải là mùa hoa, nên người Tày sử dụng chính sản phẩm của mình làm ra là hoa cơm để thay thế. Và theo tâm linh, những người vô tình nắm được bông hoa cơm trong chảo nóng bắn ra thì sẽ gặp may mắn. Rất đông các vị khách đến tham dự Tết mừng cơm mới với đồng bào Tày ở bản làng Thái Hải. Họ cũng được dịp thử giã bánh dày và nặn bánh cùng với người dân ở đây. Lúc này mọi thứ đã sẵn sàng, đồ cúng lễ đã tươm tất. Mọi người ăn mặc chỉnh tề để buổi lễ được bắt đầu. Bắt đầu buổi lễ, trưởng làng dâng lễ tế thần linh, tổ tiên, sau đó dẫn đầu đoàn người trong làng đi vòng quanh cây nêu để tạ ơn trời đất, thần linh, cỏ cây và con người. Đồng thời gửi gắm ước nguyện đến thần linh, cầu mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt, con cháu mạnh khỏe và bày tỏ sự tôn kính lên ông bà tổ tiên đã khuất. Người dân cũng tế các nông cụ giúp làm nên những mùa màng tươi tốt. Luca rất tò mò về tục đút tiền vào thân cây tre trong nghi lễ, vì anh chưa từng thấy điều đó trước đây.
để giúp cho một thành viên nào hoặc hai thành viên nào của cộng đồng bản làng mà trong cái năm ấy khó khăn và đến tháng 10 sang năm họ rất là khó khăn, không có điều kiện về vật chất để tham gia với cộng đồng, thì họ sẽ dùng cái quỹ đấy để mà mua sắm những thứ mà họ không làm ra. Ví dụ như họ nuôi lợn nhưng mà lợn chết mất rồi, thế đến Tết họ không có lợn để thịt thì họ cần có tiền để họ mua một con lợn đấy để họ ăn Tết cùng với lại làng, thì họ sẽ được dùng cái quỹ đó. Lúc mà mọi người mà đi xung quanh cái chỗ để làm lễ đấy ạ, thì có mang theo những cái dụng cụ bằng gỗ này, gõ này và cả chiêng nữa, thì đấy là những cái dụng cụ truyền thống của người Tày đúng không ạ? Thì cô có thể nói rõ hơn cho con một chút những ý nghĩa của những cái công cụ gõ đấy được không ạ? Bằng tre, bằng gỗ hoặc là bằng giang, bằng những cái cây, những dụng cụ liên quan đến cuộc sống của người Tày hàng ngày. Và trong những cái công cụ ấy thì những cái thì nó rất là đơn sơ, nhưng mà cái tiếng vang, cái âm thanh ấy nó thay như là tiếng nhạc, nó thay như tiếng nhạc để báo lên qua cái cây nêu ấy, để báo lên trên trời rằng là cộng đồng bản làng của chúng con đã đi thành một vòng tròn, đó là sức sống cộng đồng. Và có những cái dụng cụ đi theo đó là cây tre, cây nứa, hoặc là trên người người ta có cái dây mũ sắc hoặc gì đó, tất cả những cái dụng cụ liên quan hoặc cái cày cái bừa, đây cũng là cộng đồng, đây cũng là bạn của chúng tôi. Tiết mục then cổ cầu an là phần cuối cùng khép lại nghi lễ cúng cơm mới. Kết thúc lễ này, đông đảo bà con trong làng cùng nhau thụ lộc. The cake you made. What do you think the flavor? This is very tasty. It's something special. I did not expect that it was so good. Yeah. Thụ lộc xong cũng là lúc phần hội bắt đầu. Các du khách hòa mình, chia vui cùng bà con dân bản. I was not expecting something so much variety, something so beautiful. It's interesting. It was fantastic, actually. Yes. Và một ngày khám phá những hoạt động đầy thú vị của lễ mừng cơm mới trong bản làng Thái Hải xin được khép lại tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo.